BMW kép hay BMW đúp cũng được. Nó là một thương hiệu loa rất nổi tiếng của Anh Quốc rồi. Em nó cũng chẳng kém gì với Tainoi đâu các bác ạ. Cũng ngang ngược với Tainoi đấy. Và đặc biệt là dòng này thì được người dân đón nhận nhiều hơn Tainoi. Không phải là nó hay hơn, mà báo cáo các bác là cái tầm tiền của nó hợp túi tiền. Và đặc biệt là nó dễ ghép hơn Tainoi. Tay nòi thì cứ phải Acuphase hoặc âm ly đèn khủng mới chơi được. Còn dòng này thì chỉ cần âm ly Rothel thôi, Repow Rothel hoặc một số dòng âm ly bình dân cũng chơi được và rất là hay luôn. Nên chính vì vậy được người dân đón nhận rất hay. Và dòng này chơi nhạc đồng quê, bolero, cổ điển, trữ tình hoặc nhạc nhẹ mềm mại. Bao ấm, bao sâu, bao phê cho các bác luôn. Riêng đối với dòng loa này các bác cứ search lên Google hoặc là một số chợ ở nước ngoài đấy. Bay các thứ, dòng loa này bao giờ nó đứng gần như là nhất nhì bảng về số lượng cũng như là giá thành cao. Đối với các dòng loa bãi khác ấy, thì báo cáo các bác là nó có thể có mức giá nó chênh lệch ít đấy, một ít. Nhưng đối với dòng loa này thì không đơn giản, bởi vì là các bác cứ, em cũng tham khảo rồi, em cũng muốn đi đấu giá, em cũng muốn nhảy sang Nhật, em đi các nước đấu giá. Nhưng dòng loa này lúc nào cũng giữ mức giá rất là cao, cực kỳ cao luôn, cực kỳ cao. Đặc biệt là dòng BMW kép này, riêng loa Anh thì đặc biệt là dòng này. Còn Tainoi thì không nói rồi các bạn. Tainoi thì vẫn có đứng đôi rẻ hơn này, bởi vì Tainoi nó liên quan đến là bác mua đôi loa Tainoi 10 triệu nhưng bác phải cõng con âm ly 20 triệu đánh nó mới hay được, thế mới khổ. Bởi vì là Tainoi thì các bác mua đầu thấp quá thì có thấp thì phải đầu 2, đầu 3. Mà thấp đầu 2, đầu 3 thì nó phải gần 20 triệu, hơn 20 triệu rồi, 20, 30 triệu. Thế thành ra mua đôi Tainoi có 10 triệu, hơn 10 triệu. Còn không thì các bác phải kiếm cái âm ly đèn. Đấy. Đôi này báo cáo các bác là đây là đôi loa BMW kép đầu 6 rồi ạ. Đây em đọc series cho bác nhé. Các bác nhìn này, đẹp xuất sắc rồi ạ. Được chưa? Em quay cho bác đã đẹp rồi. Những cái núm này này, nó đang bị nằm ở bên cái e-căng nhé bác, e-căng này, đây nhé, núm này nhé, nó đang nằm bên e-căng, chứ không mất được ạ. Còn nó mất thì em sẽ báo là mất, được chưa ạ? Đấy, báo cáo bác đấy, được chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Thì sau đây em Tuấn sẽ quay, đây, cái model của nó đây. Con này hai cầu luôn. Có nhìn cầu loa đã thích gì. Nhất cái bộ cầu loa này bán được mấy trăm nghìn này. Đây ạ. Nó là con BMW kép này, made in England luôn. BMW kép model là DM602.5 S3. 602.5 S3 đấy ạ. Được chưa ạ? DMW kép 602 khác nhé. Đây, có đôi là như thế này. Nhưng đây 602 còn .5 S3. Đấy. Hàng tất cả thùng vách đẹp hết. Em có một clip quay trước quay sau của đôi này rồi. Còn clip này mục đích của em là khui hàng. Bây giờ em vào cho các bác xem nội thất nhé. Phần tần còn zin hết luôn ạ. Phần tần còn zin đét luôn. Đấy, để một về kép phần tần nhé. Dập hết cả model côn trên luôn ạ. Kể cả trên bìa men kìa, đều dập model hết, được chưa ạ? Còn zin hết, zin từ đầu đến cuối luôn cho các bác. Loa tép này thì bao đẹp, loa zin cho các bác rồi, không lo nữa. Em không muốn bóc tép ra. Mà em không hiểu là con tép này các bác cho em hỏi là tại sao con tép này cái rốn nó lại giảm dài này. Đấy. Có nhiều em xem tại sao con tép nó làm cái rốn nó dài như thế này. Đấy, nó dài lắm ạ. Nó hơi tối, mình quay ra đấy. Đây. Made in England đấy. Mà nhìn này, tại sao cái rốn con tép nó làm dài thế? Nó phải làm dài đến từ trên mặt con tép đến cái kim con kia nó phải tầm 12 phân đấy, 12 13 phân. Nên nó dài này. Còn đây củ nó đấy ạ. Củ của nó thì bao zin bao phê cho bác luôn. Cầm củ nó bác này, đúc gang đúc hết. Toàn đúc bằng gang hết đấy. Khung gang hết này. Xương gang bác nhìn sướng không? Mày nhìn thấy phê chưa? Úi giời ôi. Loa này còn không phê thì loa nào phê. Đấy, BMW kép luôn.
Mít đi ngang lần luôn. Củ xương này còn không phê thì củ xương nào phê. Đi em đẩy ra xa xa một chút cho bác nhé. Em đẩy nó ra xa một chút cho bác nhìn. Nhưng ra xa thì nó sẽ bé, nhưng mà kệ nó, cho bác nhìn cho tổng thể. Ý. Và đặc biệt là cái thằng BMW két này bác nhìn này. Họ làm bao giờ côn hở. Toàn làm côn hở nhé này. Côn hở này các bác có nghe cả năm, quanh năm ngày tháng không bao giờ bị nóng đúng không ạ? Đây, côn zin hở này. Nói chung là đẹp lắm, bao zin bao chất cho bác luôn. Đẹp lung linh luôn. Ui, được chưa ạ? Đôi này có mức giá là 14 triệu 800 các bác nhỉ, 14 triệu 800. Đây căng còn nguyên hết ạ, chào các bác.